Ngày 17 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Hoàng Tú sinh năm 1990, chú tại xóm Đồng Thịnh xã Hóa Thượng Đồng Hỷ về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 12 tháng 1 năm 2022, Hà Hoàng Tú giáo viên trường tiểu học số 2 Văn Lang điểm trường Bản Tèn có hành vi sờ vào bộ phận nhạy cảm của bốn nữ học sinh tiểu học tại điểm trường Bản Tèn. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đồng Hỷ đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt đối tượng Hà Hoàng Tú. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi của Hà Hoàng Tú đã cấu thành tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo quy định tại khoản 2 điều 146 Bộ Luật Hình sự. Ngày 17 tháng 1, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân đoàn 1 Tam Điệp Ninh Bình cho hay đơn vị này đang điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày 24 tháng 10 năm 2021 tại thị trấn Xuân Mai, huyện Trương Mỹ, Hà Nội, đồng thời ra quyết định truy nã đối với hai bị can Đỗ Hân, sinh năm 2002, Trương Mỹ, Hà Nội và Đỗ Văn Thơm, sinh năm 2002, Trương Mỹ, Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân đoàn 1 đã khởi tố vụ án giết người khởi tố bắt tạm giam 4 bị can về hành vi giết người, đồng thời Cơ quan Điều tra Hình sự Quân đoàn cũng ra thông báo truy tìm nhân chứng đối với Nguyễn Hoài Nam, tên gọi khác là Nam Cố Thủ sinh năm 2001, trú tại huyện Lương Sơn Hòa Bình. Cơ quan điều tra hình sự quân đoàn 1 đề nghị những ai nắm được thông tin về nơi đối tượng trốn, nhân chứng đang cư trú thì thông báo ngay cho cơ quan điều tra hình sự quân đoàn 1 để phối hợp giải quyết. Lực lượng công an tỉnh và biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án 921L bắt giữ đối tượng truy nã sành ali sinh năm 1978 trú tại bản hủy tranh xã na tông huyện điện biên thu giữ một khẩu súng ngắn và ba viên đạn trước đó ngày 24 tháng 12 năm 2018 sành ali đã vô ý làm chết người tại khu vực bản hủy tranh sau đó bỏ trốn khỏi địa phương cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện điện biên đã ra quyết định truy nã số 06 đối với sành ali trên phạm vi toàn quốc và thành lập chuyên án 921l truy xét đối tượng qua công tác xác minh điều tra lực lượng phát hiện sành ali trốn trong rừng sâu khu vực biên giới việt nam lào đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm manh động luôn mang theo súng bên người sẵn sàng nhả đạn nhằm chống trả lực lượng chức năng Chiều ngày 17 tháng 1, Công an Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ Trần Văn Hào, 35 tuổi, ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh và Phan Ngọc Trâm, 23 tuổi, chú huyện Chiên Lăng, Lạng Sơn để làm rõ vụ nổ súng cướp 200 triệu đồng ở huyện Thạch Thất. Dạng sáng ngày 16 tháng 1, anh NTP cùng vợ và bốn con ngủ tại lán của công ty Thanh Hà, thuộc khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Hai tên cướp đột nhập vào nơi ở của nạn nhân nổ súng uy hiếp, yêu cầu bị hại đưa cho 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, chị Hát chỉ có 200 triệu đồng nên đưa trước cho Hào, hẹn hôm sau chuyển thêm tiền vào tài khoản. Khi bỏ đi, nghi phạm còn dọa giết cả nhà chị P nếu họ không đưa tiếp 5 tỷ đồng trước 12 giờ ngày 16 tháng 1. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tung lực lượng truy tìm hai tên cướp. Đến 16 giờ ngày 16 tháng 1, lực lượng chức năng bắt giữ hai nghi phạm trên thu giữ khẩu súng bắn đạn bi, 48 viên bạn 69 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng liên quan.